người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là bài viết của tác giả Tú Anh. Anima, sự nữ tính trong tâm trí nam giới. Bài viết tập trung vào việc giải quyết những câu hỏi như là anima là gì, việc biết tới anima thì có tác dụng gì, và nên làm gì với anima của mình. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Carl Jung là một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ. Ông là người sáng lập ra trường phái tâm lý học phân tích. Jung có sự ảnh hưởng sâu sắc tới những gì làm nên tâm lý học hiện đại. Có rất nhiều những nhà tâm lý học, nhà trị liệu đi theo tư tưởng của ông. Ông nghiên cứu sâu về cái gọi là thành toàn bản ngã. Sự thành toàn, thống nhất giữa ý thức và vô thức của một người khi đã biết được những điều có trong tâm trí mình và dung hòa được chúng. Jung đã đề cập đến khái niệm vô thức tập thể. Và chính trong đó, ông đề cập tới khái niệm anima, song song với animus, như một phần trong học thuyết của mình. Đối với những người mới tìm hiểu về tâm lý học, thì việc biết tới anima và tất cả những gì thuộc về cái gọi là vô thức tập thể thì giống như một anh chàng gà mờ được giới thiệu tới một cô gái vượt khỏi tầm với vậy. Chúng ta có lẽ chỉ thích và tán dương tâm lý học, cũng như chàng trai đó hứng thú với cô gái nhưng không thực sự hiểu được cô ấy, vì cũng có mấy ai hiểu được toàn vẹn một người đâu. Và ta giống như những kẻ ngoại đạo nông cạn vậy, vượt qua vị trí không mấy trong cuộc đó, chiêm ngưỡng thành quả của môn khoa học xã hội đầy những điều bất ngờ. Và ngay lúc này, tất cả đang sắp được biết về một phần trong vô thức mà ta có lẽ từng lờ mờ nghĩ tới, hay là không biết gọi tên nó là gì, hay là sợ cái việc phải thừa nhận sự nữ tính của đàn ông. Vậy anima là gì? Về cơ bản mà nói, anima chính là sự nữ tính, là một cô gái sống trong tâm trí của nam giới. Jung đã định nghĩa anima như sau. Anima vừa là một phần phức cảm cá nhân, vừa là một hình ảnh bắt nguồn từ nguyên mẫu trong tâm thức của nam giới. Nó hình thành một cách rất vô thức trong tâm trí của mọi bé trai, và nó chịu trách nhiệm cho cơ chế phóng chiếu. Ban đầu thì anima được quyết định bởi mối quan hệ với người mẹ, bởi mối quan hệ với người mẹ ruột. Nhưng sau này, nam giới không chỉ trải nghiệm nó với phụ nữ nói chung, mà còn là với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Không những vậy, anima còn ảnh hưởng rất quan trọng tới những quyết định chọn bạn đời của một người đàn ông. Về việc tại sao lại có anima, thì trong quyển sách gồm có hai bài luận của mình, Animus và Anima, thì Ama Jung, người vợ xuất sắc của Carl Jung, đã nhắc tới anima như một nguyên tố cấu thành nên tâm lý của người đàn ông, hệt như là nước, lửa và đất, được ta cho rằng là những nguyên tố không thể thiếu trong cuộc đời và làm nên cuộc đời. Anima được sinh ra một cách tự nhiên từ lúc người đàn ông chào đời và sẽ tồn tại ngay cả khi không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Trong học thuyết của mình, Jung đề cập tới rất nhiều cấp bậc của anima, và những cấp bậc, những sự thay đổi đó phần lớn chính là quá trình của một người đàn ông trở nên cởi mở hơn với sự đa cảm, với cảm xúc của anh ta, và từ đó trở nên thành toàn với bản ngã, trở thành một cá thể với tinh thần và những hành vi cũng như cách cư xử với cảm xúc tốt hơn, có những mối quan hệ tốt hơn với chính mình và với người khác. Những sự thay đổi trong cách nhìn của người đàn ông tới người phụ nữ xảy ra khi anh ta tiếp xúc với nhiều người phụ nữ hơn, trưởng thành hơn, và từ đó anima chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Và có 4 cấp bậc anima, bao gồm cấp bậc thứ nhất là if. Người phụ nữ có vai trò là một chủ thể để thụ thai, nhuốm màu bản năng. Đây là bậc đầu tiên, cực kỳ cơ bản của anima, gắn liền với người mẹ và hình thành người mẹ của người đàn ông. Người đàn ông lúc này nhìn người phụ nữ như một nguồn dồi dào của đồ ăn, sự nuôi dưỡng, tình yêu, sự an toàn và chở che. Người đàn ông với anima loại này sẽ rất dễ bị điều khiển bởi phụ nữ, thường không thể sống thiếu phụ nữ. Có thể hiểu rằng, những người thế này thường nhu nhược và có thể không hề có cảm giác tình dục hay thậm chí là liệt dương. Cấp bậc thứ hai là Helen.
hình ảnh người phụ nữ ở cấp bậc này vẫn còn liên quan tới ham muốn tình dục, nhưng đã trở nên lãng mạn hơn và đã có giá trị độc lập như một cá thể, mà không chỉ một hình ảnh chung chung như trước. Cô ấy có thể là Marlene, Marilyn, Tina, Madonna. Cô ấy chính là biểu tượng gợi cảm mà người đàn ông mong muốn. Người đàn ông với anima loại này chính là những chàng bad boy, trai hư, là những chàng Don Juan với những cuộc phiêu lưu tình ái đầy thú vị. Tuy nhiên, những cuộc phiêu lưu này dĩ nhiên không thể kéo dài. Vì thứ nhất, anh ta có một con tim hay thay đổi. Cảm giác của anh ta luôn không ổn định và dĩ nhiên sẽ biến mất vào sáng hôm sau. Và thứ hai là không có người phụ nữ nào có thể đáp ứng được kỳ vọng của anh ta về hình ảnh người phụ nữ hoàn hảo, gợi cảm. Cấp bậc thứ ba là Mary. Hình ảnh người phụ nữ gắn liền với những cảm giác về tôn giáo và khả năng có thể làm bạn thực sự với phụ nữ. Người đàn ông có anima loại này có thể nhìn nhận một cách chính xác người phụ nữ là như thế nào, bất kể nhu cầu của anh ta là gì. Bản năng giới tính của người đàn ông này được dung hòa với cuộc đời của anh ta, chứ không phải là một chức năng độc lập, điều khiển và chi phối. Anh ta có thể phân biệt giữa tình yêu và sự ham muốn tình dục. Anh ta có thể có những mối quan hệ lâu dài vì anh ta có thể phân biệt rạch ròi giữa những gì anh ta muốn và hình ảnh người phụ nữ bên trong mình. Cấp bậc thứ tư là Sophia. Sophia là người dẫn đường tới cuộc sống nội tâm của người đàn ông. Những người có anima loại này luôn tìm kiếm ý nghĩa, luôn đặt ra những vấn đề triết học về cuộc đời, về con người, về bản thân anh ta. Sophia là đại diện của sự sáng tạo trong mỗi người nghệ sĩ, và cô chính là bạn đời tự nhiên cho hình mẫu người đàn ông thông minh hiểu biết trong tâm trí của nam giới. Bản năng tính dục của người đàn ông lúc này hòa hợp với những khía cạnh tâm hồn. Đây có thể coi là một bậc lý tưởng của anima, khi mà người phụ nữ lúc này được coi như là một cá thể hoàn toàn, một người trợ giúp, ủng hộ người đàn ông trong con đường đi tới phiên bản tốt nhất của anh ta. Trong suốt đời mình, người đàn ông sẽ liên tục chuyển đổi từ bậc này sang bậc khác, và điều đó xảy ra thường xuyên với những giai đoạn trong đời anh ta. Khi anh ta trưởng thành hơn, và mỗi một lần thay đổi đi kèm với sự chăn trở, thậm chí là khủng hoảng, vật lộn. Tuy nhiên, người đàn ông sẽ không hoàn toàn gắn liền với một và chỉ một loại anima trong một giai đoạn nhất định. Nó có thể là sự tổng hợp với nhiều loại khác nhau, tạo ra một hình mẫu riêng cho anh ta, một cách nhìn của anh ta với phụ nữ. Vậy thì hiểu về anima thì có ý nghĩa như thế nào? Carl Jung luôn quan niệm để có thể trở thành một người tốt hơn, với tâm lý ổn định và khỏe mạnh hơn, con người luôn cần hướng tới sự thành toàn về bản ngã, tức là chung sống hòa hợp với những gì trong nội tâm của chính mình. Chúng ta có thể bối rối về anima, chúng ta có thể phủ nhận nó, nhưng việc nó tồn tại và ảnh hưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ vẫn sẽ xảy ra. Bởi anima là hình ảnh về người phụ nữ trong tâm trí người đàn ông, và cũng chính là một phần của anh ta, nên việc không kết nối và không có mối quan hệ tốt với nó sẽ làm cho người đàn ông có những cảm xúc hoặc là những đặc điểm không lành mạnh. Trong cuốn sách Digesting Jung của mình, Darryl Sharp có viết: anima, người phụ nữ trong tâm trí đàn ông, có vai trò như linh hồn của anh ta. Khi một người đàn ông tràn đầy sự sống, ta nói anh ta animated, năng động, hoạt bát, đầy sức sống. Người đàn ông không có kết nối với mặt nữ tính của mình luôn cảm thấy trống rỗng và lơ đãng. Ngày nay, người ta gọi nó là trầm cảm, những trải nghiệm không hề mới. Trong hàng ngàn năm, giữa những người mà ta gọi là tiền sử, nó còn được gọi là sự đánh mất linh hồn. Người đàn ông, trong suốt cuộc đời của mình, chắc chắn sẽ có một thời điểm mà anh ta phải trải qua khủng hoảng, và anh ta tự hỏi mình là ai, tự hỏi tại sao anh ta lại như thế này, và bỗng phát hiện ra anh ta đang đi vào một hố sâu của một sự bất định cũng như hoang mang. Với nhiều người, nó là một thời kỳ gian khó và thậm chí u tối, và với vài người thì nó là trầm cảm. Không có sự kết nối với anima, một người có thể cảm thấy mình nhạt nhòa so với tất cả. Cảm giác đó và sự khủng hoảng đó có thể dẫn tới những hành vi không lành mạnh, như là tìm kiếm tình dục một cách không kiểm soát hay là tự hủy hoại bản thân mình. Dù là cách nào đi chăng nữa, thì khủng hoảng có thể được giải quyết bằng cách ý thức được về anima và có mối quan hệ tốt hơn với nó. Nghe giống như một bước dễ dàng tới thành công, nhưng để chữa lành được cho bản thân, người ta luôn cần sự bao dung, sự cởi mở và sự kiên nhẫn.
Nếu thực sự muốn trở thành một người tốt hơn từng ngày, thì ta cần làm điều đó cho chính mình. Có một khái niệm khá là hay ho liên quan tới anime và phim ảnh chính là Manic Pixie Dream Girl. Cụm từ này xuất hiện lần đầu tiên và được đón nhận trong văn hóa đại chúng kể từ năm 2005 khi nhà phê bình phim Nathan Rabin viết về bộ phim Elizabeth Town. Về cơ bản, Manic Pixie Dream Girl được định nghĩa là cô gái vui vẻ, khó đoán, lúc nào cũng dẫn nhân vật nam tính tới những trải nghiệm thú vị và được anh ta miêu tả như ánh sáng chiếu rọi đời mình. Manic Pixie Dream Girl có một mục đích hơi phân biệt giới tính trong các bộ phim kiểu như vậy: hoàn thiện, cứu rỗi và làm cho nhân vật nam chính vừa u ám, vừa cay cú về cuộc đời, trưởng thành hơn và có một cuộc sống tốt hơn. Và dĩ nhiên, chính là cách giải thích tốt nhất cho khái niệm này. Tưởng tượng bạn là một chàng trai u ám. Mà dĩ nhiên, khi mà bước qua tuổi 21, bạn sẽ có xu hướng là một chàng trai u ám. Bạn nghe The Smiths, bạn thích Radiohead, bạn có những cái áo phông slow dive. Ok, giờ bạn có một cái nhìn mà bạn cho là thực tế về cuộc sống và bạn nghĩ nó khá là tiêu cực và góc cạnh. Bạn là một người đàn ông, bạn nghĩ vậy. Bạn cũng có lúc hoang mang và bất định và dĩ nhiên bạn thấy đời mình thiếu thiếu. Bạn nhận ra bạn thiếu một cô gái ở trong đời, một tình yêu với cô gái có nụ cười tỏa nắng, trẻ con, líu lo xung quanh bạn, dẫn bạn tới những điều ngây thơ, trong sáng và cô ấy cũng tình cờ hoặc là không tình cờ rất ngọt ngào, rất đáng yêu, luôn thì thầm vào tai bạn những điều dịu dàng. Thôi được rồi, đó chính là anima của bạn đấy. Một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, không hề tồn tại, chỉ có một ảo tưởng về cô gái như thế. Một người luôn có up và down và có mặt không tươi sáng. Chính vì thế mà những nhân vật nam đối xử với Manic Pixie Dream Girl của mình đều rất hời hợt. Họ không muốn biết thêm về cô gái ấy và cũng không muốn bước vào đời cô. Họ chỉ muốn được cứu rỗi, được có ai đó nắm lấy tay mình, bước ra khỏi vũng lầy tâm lý. Dĩ nhiên, nếu như gặp được cô gái có thể cứu bạn là một điều tuyệt vời, nhưng mà hầu hết các trường hợp bạn sẽ phải tự cứu lấy bản thân mình. Vì bạn có thể, bạn có thừa khả năng đó trong mình, và cũng vì đó là đời bạn mà. Lời kết, chấp nhận tất cả những gì mình có, ngay cả những mặt tối hay những gì mình không thích, là điều ai cũng phải làm để tự chữa lành, tự làm bản thân mình tốt lên. Sự cứu rỗi từ người khác là điều tốt, nhưng mà tự cứu rỗi bản thân mình vẫn là điều tất yếu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spreadroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.